Tiếp tục với các thông tin về thị trường hàng hóa, chỉ số MSCI Index bật tăng 1,69% lên 2.214 điểm, cắt đứt chuỗi 4 ngày giảm liên tiếp. Giá trị giao dịch toàn sở cũng tăng vọt gấp đôi so với ngày trước đó, đạt gần 4.200 tỷ đồng. Nhóm nông sản đóng góp chính vào đà phục hồi chung của thị trường trong ngày hôm qua, đồng thời đây cũng là nhóm thu hút lượng lớn nhất dòng tiền, chiếm đến 34% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường. Đáng chú ý là giá đậu tương bật tăng 2,6%, khô đậu tương dẫn dắt xu hướng khi mà tăng vọt 4,35% lên trên 500 đô la Mỹ một tấn. Trên thị trường nội địa thì ghi nhận trong sáng hôm qua thì giá khô đậu tương Nam Mỹ về Việt Nam đã được điều chỉnh giảm tương đối mạnh đối với kỳ hạn giao xa. Cụ thể thì tại cảng Cái Lân, giá đậu tương Nam Mỹ kỳ hạn giao 2 tháng cuối năm nay vẫn ổn định khoảng 14.900 đến 15.100 đồng kg. Trong khi đó, giá giao kỳ hạn sau quý 1 năm sau thấp hơn hẳn, giao động quanh mức là 14.050 đến 14.100 đồng kg. Mức giá chào giao dịch tại cảng Vũng Tàu ghi nhận thấp hơn khoảng 100 đến 150 đồng một kg so với cảng Cái Lân. Giá nông sản đã tăng vọt, thậm chí có mặt hàng đã tăng tới gần 30% chỉ trong hơn một tháng qua, đã kéo theo chi phí nguyên liệu cho thức ăn chăn nuôi trong nước cũng bị đội lên và gây khó cho doanh nghiệp sản xuất. Đây là thời điểm mà nguồn cung thế giới ghi nhận sự chuyển giao rõ ràng nhất từ mùa vụ Mỹ sang các nước Nam Mỹ, nơi đang bước vào gieo trồng mùa vụ mới. Đối với nhóm nông sản thì thời tiết vẫn là yếu tố quan trọng hàng đầu dẫn dắt xu hướng của giá. Tình hình bất lợi dự báo vẫn sẽ tiếp diễn tại Brazil, có thể khiến cho giá các loại nguyên liệu sẽ bước vào một đợt tăng mới trong cuối năm nay.